Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì kênh Thai TV 2 xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin rất là nóng trước cái trận đấu giữa Indonesia và Campuchia nha quý vị. Đây là một cái thông tin cũng rất là quan trọng đối với lại là cái trận đấu này, đó chính là huấn luyện viên Campuchia Kisuke Honda đã tố bên Indonesia họ chơi xấu trước cái trận đấu còn lại tại AFF Cup với lại là Indonesia. Huấn luyện viên Keisuke Honda của Campuchia cho rằng ông đã bị đối thủ Indonesia chơi xấu trước trận đấu rất là quan trọng tại bán A AFF Cup năm 2022. Cụ thể, đội tuyển Campuchia đã có màn lột xác ngoạn mục tại trận đấu ra quân ở AFF Cup năm 2022, dù được đánh giá là yếu hơn so với đối thủ là Philippines. Tuy nhiên, thầy trò của huấn luyện viên Keisuke Honda vẫn thi đấu đầy quật cường để đánh bại đối thủ với tỷ số là 3-2. Chiến thắng này cũng giúp đội tuyển Campuchia vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng A bằng với Thái Lan, nhưng kém về hiệu số bàn thắng bàn thua. Ở trận đấu tiếp theo thì những chiến binh Acro sẽ đụng độ với các nhà đương kim Á quân, đó chính là đội tuyển Indonesia trên đất Indonesia. Tuy nhiên, ngay trước cái trận đấu quan trọng này thì đại diện đến từ Campuchia dường như đã bị chơi xấu. Trên Twitter cá nhân của mình thì huấn luyện viên đội tuyển Campuchia, đó chính là Keisuke Honda, không khỏi bày tỏ bức xúc và ông đã phát biểu như sau: đã có hai cuộc gọi điện thoại đến từ phòng khách của tôi ở Indonesia. Khi tôi nhìn đồng hồ lúc đó cũng đã là hơn 4 giờ sáng rồi. Cả hai cuộc gọi này đều cúp máy trước khi chúng tôi trả lời. Có lẽ đây là lời chào thăm hỏi chúng tôi trước cái trận đấu vào chiều ngày hôm nay. Đây sẽ là một cái trận đấu quan trọng, vì vậy tôi sẽ thông báo với các cầu thủ về vụ việc cũng như biện pháp đối phó với dòng buộc tội này. Thì nhiều người cho rằng Keisuke Honda đang nhắm tới những người Indonesia hiện tại Campuchia đang đóng quân ở đây để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai tại AFF Cup năm 2022. Bên dưới phần bình luận của mình thì cựu danh thủ người Nhật Bản cũng cho rằng chuyện này là bình thường và thường xuyên xảy ra ở Trung Đông, và ông đã phát biểu tiếp tục như sau: ồ, nghĩ về nó, không phải tôi đã nói điều trước đây sao? Đó là một câu chuyện phổ biến trước các trận đấu ở Trung Đông. Ở lượt trận thứ hai bảng A thì đội tuyển Thái Lan sẽ không thi đấu, chính vì vậy đội tuyển Campuchia sẽ có cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng nếu như có điểm trước đội tuyển Indonesia. Tuy nhiên, trên thực tế thì Indonesia được đánh giá trên cơ hoàn toàn so với đội bóng đến từ Đông Dương, sẽ rất là khó khăn cho Campuchia nếu như mà đội bóng này muốn có điểm trước thầy trò huấn luyện viên Sinteyong. Và chúng ta hy vọng rằng ai sẽ giành chiến thắng, quý vị? Chúng ta sẽ hy vọng rằng Campuchia, như quý vị đó. Nói chung là Indonesia là đối thủ lớn nhất của chúng ta và chúng ta không muốn họ thắng tí xíu nào, và hy vọng rằng Campuchia sẽ làm được điều đó để mà giúp Việt Nam chúng ta có lợi thế tại AFF Cup năm nay. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin phép được gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin nữa, đó chính là nguồn tin uy tín xác nhận rằng Ronaldo ký cái hợp đồng với lại là một đội bóng Ả Rập. Đêm qua rạng sáng ngày 23 tháng 12 năm 2022, một loạt tờ báo quốc tế đưa Ronaldo đã có mặt tại Ả Rập Xê Út và chuẩn bị ký vào bản hợp đồng có thời hạn là 7 năm với lại là Al Nassr. Mặc dù rất là nhiều nỗ lực trong cái màu áo của quốc gia Việt Nam tại kỳ World Cup vừa rồi, nhưng Ronaldo vẫn đành bất lực nhìn đội bóng quê hương bị loại ở tứ kết bởi một cái đội bóng được đánh giá yếu hơn, đó chính là đội tuyển Maroc. Tại giải đấu trên đất Qatar vừa qua thì Ronaldo thể hiện phong độ nghèo nàn và bị người hâm mộ dần dần quay lưng. Trở về sau kỳ World Cup 2022 thì Ronaldo phải đối mặt với thực tại phũ phàng khi anh không còn đội bóng nào để thi đấu. Lý do bởi trước ngày hồi quân thì cùng đội tuyển Bồ Đào Nha thì Man City thông báo rằng đôi bên đã chấm dứt hợp đồng trước nửa năm để CR7 tự do tìm kiếm bến đỗ mới, và Ronaldo dường như không phải chờ đợi lâu khi những tin đồn về việc CR7 sẽ rời bỏ đội bóng đá chính là để chủ yếu là để dưỡng da xuất hiện ngày một nhiều. Và cái tên quen thuộc xuất hiện trên các mặt báo, đó chính là Al Nassr, đội bóng lắm nhiều tiền tại đất nước Ả Rập Xê Út.
những tin đồn này đặc biệt xuất hiện nhiều vào đêm qua và rạng sáng nay ngày 23 tháng 12 năm 2022 và các cái đồng loạt tờ báo uy tín đã rò rỉ rằng thông tin Ronaldo đã có mặt tại thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út để ký hợp đồng với lại là câu lạc bộ mới này. Tờ Marca của Tây Ban Nha đưa tin rằng CR7 chuẩn bị ra mắt cho Onari và đội bóng này thậm chí đã phải thanh lý 3 cầu thủ để giảm bớt quỹ lương và cân bằng tài chính. Trong khi đó thì tờ Watch đăng tin rằng Ronaldo và Onari sẽ ký hợp đồng 7 năm kéo dài đến năm 2030 như quý vị. Thậm chí ngoài một cái vị trí trong đội hình thì Ronaldo sẽ đảm bảo nhận vai trò đại sứ tại Onari và sau khi sự nghiệp thi đấu của CR7 kết thúc thì ở câu lạc bộ vào năm 2024 thì khi đó anh ấy sẽ được tăng lương 200 triệu euro trên một năm theo định kỳ. Ở tuổi 37 thì mặc dù đã sa sút nhiều về phong độ nhưng bản lĩnh về cái trận mạc và ADN chiến thắng, Ronaldo sẽ mang lại nhiều giá trị cho Onari trong việc giành AFC Champions League năm sau như quý vị và những mùa giải sắp tới tại đội bóng mới này, và hy vọng rằng Ronaldo sẽ tìm kiếm được cái bến đỗ thích hợp nhất để mà dưỡng già. Và thật sự là cho dù như thế nào, tại MU như thế nào, tại đội tuyển quốc gia như thế nào thì Ronaldo vẫn là một cái cầu thủ huyền thoại của bóng đá thế giới, giành được rất là nhiều thành công và chúng ta hy vọng rằng anh sẽ có một cái bến đỗ mà đẹp nhất trong cái sự nghiệp đó. Còn Messi thì vẫn còn phong độ. Messi hiện tại bây giờ càng đá càng hay như quý vị, chứ không phải là lớn tuổi mà nói chung thì Messi và Ronaldo, quý vị và các bạn đã biết rồi, Messi thiên về kỹ thuật còn Ronaldo là thiên về thể lực, mà cái tuổi 37 tuổi rồi chạy không lại người ta nữa đâu, mà đá mà thiên về thể lực thì thua như quý vị. Còn Messi anh ta là thi đấu cũng mới 35 tuổi thôi, nhưng mà anh ta thi đấu tôi nghĩ rằng tới 40 tuổi anh cũng thi thì cũng vậy thôi. Cái kỹ thuật của Messi á, nó giúp được rất là nhiều cho Messi, và hiện tại bây giờ Messi vẫn giữ được cái phong độ, đó là một cái điều rất là tốt. Và tôi nghĩ rằng là Messi còn thi đấu còn dài dài đấy, còn Ronaldo thì thôi hạ cánh an toàn tại Ả Rập Xê Út là được rồi. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin phép kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một video gần nhất. Quý vị và các bạn nghe các thông tin hay bổ ích thì quý vị và các bạn hãy tặng cho Thai TV 2 một like, một comment, một share, một subscribe để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các cái bộ hát live stream thì hãy liên hệ với Thai TV 2 qua số điện thoại 0939 732 349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã yêu mến ủng hộ kênh Thai TV trong thời gian vừa qua nha. Và bây giờ, xin chào.